Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay có nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc biệt là đặc sản của một số vùng, miền, khu vực phía Nam chưa được chào bán hoặc chỉ bán với số lượng nhỏ trên thị trường khu vực phía Bắc, đặc biệt là việc vào hệ thống phân phối hiện đại còn ít. Nguyên nhân có thể là do cách tiếp cận và giới thiệu sản phẩm chưa tốt, chi phí vận chuyển cao, vân vân. Vậy giải pháp nào để sản phẩm nông sản, thực phẩm và đặc biệt là đặc sản một số vùng miền phía Nam thâm nhập nhiều hơn vào hệ thống phân phối phía Bắc? Nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc biệt là một số đặc sản vùng miền thuộc các tỉnh phía Nam chưa được chào bán hoặc chỉ được bán với số lượng hạn chế trên thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Có nhiều nguyên nhân của thực trạng này, đó là việc tiếp cận giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp phía Nam đến các hệ thống phân phối tại phía Bắc như là chuỗi các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, các chợ đầu mối, đại lý thu mua còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kỹ năng, thiếu mối liên hệ. Chi phí vận chuyển còn cao đối với lô hàng nhỏ, sản phẩm của Việt Nam chưa được phát triển phù hợp với thói quen và sở thích tiêu dùng ở miền Bắc. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn quá trình tiếp cận thị trường, giảm chi phí và thời gian tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm và kết nối với các đối tác phân phối mục tiêu hiệu quả. Và để làm được điều này, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đề nghị cơ quan chức năng, trong đó có Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương làm đầu mối kết nối, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khu vực phía Nam với các hệ thống phân phối phía Bắc, trong đó ưu tiên mặt hàng nông sản, thực phẩm. Xuất phát từ yêu cầu này mà nhiều hội thảo kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp phía Nam với các doanh nghiệp các nhà phân phối phía Bắc đã được Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức. Rất nhiều cái người tiêu dùng ở phía Bắc còn chưa có tiếp cận hết những cái chưa được 30% các loại thực phẩm trái cây, các loại trái cây của Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trong đó ngành dừa tôi là cũng gần 20 loại dừa nhưng mà cũng ít ai người tiêu dùng ở phía Bắc biết được. Đây là một cái điều kiện để các doanh nghiệp phía Nam quảng bá giới thiệu hơn những đặc sản vùng miền ở phía Nam với người tiêu dùng phía Bắc và đặc biệt là các nhà phân phối ở phía Bắc. Để mở rộng thị trường miền Bắc, bởi vì trong gần 3 năm qua khi chúng tôi làm về cái sản phẩm dầu dừa của công ty thì chúng tôi nhận thấy thị trường miền Bắc rất là ưa chuộng cái sản phẩm dầu dừa của chúng tôi. Đây là một đặc sản của miền Nam và người miền Bắc người ta sử dụng rất là thường xuyên. Trên thực tế, việc đưa sản phẩm đặc sản vào các hệ thống phân phối lớn, ngoài việc phải tuân thủ khắt khe các quy định, thì doanh nghiệp sản xuất còn phải chịu những ràng buộc về tỷ lệ chiết khấu, phương thức thanh toán, phương thức giao nhận hàng hóa và nhiều chi phí khác. Do vậy, phải tăng cường các buổi gặp gỡ, trao đổi giữa nhà cung cấp và phân phối để nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc thì mới có thể thực hiện tốt hơn các hợp đồng, bản ghi nhớ đã ký kết. Cục xúc tiến là đầu mối, là kết nối thì chúng tôi đã gặp gỡ được đúng các cái doanh nghiệp mà mình cần, tức là cũng gặp gỡ những doanh nghiệp mà cung cấp các cái mặt hàng mà hiện tại chúng tôi đang xuất khẩu và một số cái mặt hàng có thể đưa được vào hệ thống, đã đưa vào hệ thống nhưng chúng tôi cũng cần mở rộng. Thế và có thể nói buổi gặp hôm nay rất là hữu ích và chúng tôi hứa hẹn là sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, vấn đề kết nối cung cầu liên vùng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường trong nước đã được một số sở công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại địa phương đưa vào chương trình hành động năm 2017 và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ tăng cường các cuộc giao thương vùng miền, giao thương theo ngành hàng.